Hôm nay chúng ta sẽ học lệnh ban là lệnh uốn cong. Bạn nào cài tool rồi thì lệnh ban nó chính là lệnh đây. Còn bạn nào chưa cài tool thì bấm vào modify, gõ chữ BE, tác động lệnh ban. Trong cái lệnh ban này thì đầu tiên trong phần parameter chúng ta chú ý đến thông số là angle, là cái góc xoay. Ví dụ chúng ta sẽ xoay một cái góc là 180 độ. Thì nếu mà đối tượng chúng ta nhiều lưới thì chúng ta sẽ xoay được, còn đối tượng chúng ta ít lưới sẽ không xoay, mà ít lưới thì nó sẽ cứng. Được chưa ạ? Rất là cứng. Mà ít quá thì không thể xoay được, không thể cong được. Do đó chúng ta phải nhiều lưới. Tiếp theo trong phần ban này chúng ta sẽ có thông số, đó là ban theo từng trục. Nếu nói về ban theo từng trục thì chúng ta sẽ vẽ cho mình một khối bắp có nhiều lưới thì chúng ta sẽ rõ ràng hơn. Chúng ta cho modify và chúng ta cho nhiều lưới ở theo từng trục này. Mình cũng tác động lệnh ban. Mình cũng để là 360 đi. Nó xoay thì 180 thôi. Số góc này bạn muốn xoay bao nhiêu cũng được nhá. Ở đây chúng ta đang xoay là mặc định nó đang là trục Z này. Rồi chúng ta muốn xoay theo trục Y này. Thì bạn nhìn ở đây nó xoay trục Y này và xoay theo trục X như thế này. Để nó được như thế này thì mình chỉ có bóc nó to ra tí nữa. Đó. Theo từng trục nhá. Trục Y đây thì nó quay như thế này. Mình quay lại đối tượng này. Đây là chúng ta đã giải quyết được thông số là ban theo từng trục nhá. Còn nếu đây mình xoay theo trục Y thì cũng được đấy. Hai đối tượng nó được như này. Trục X thì được như này. Nên là rõ nhất trong trường hợp này mình sẽ dùng trục Z thôi nhá. Tiếp theo là có thông số là limit, có limit effect mặc định nó bằng không hoặc sử dụng nó không kích hoạt lên đấy. Mình sẽ check nó vào. Thì đây nó sẽ bắt đầu có thông số, đó là up và low nhá. Bên trên ở bên dưới cái vị trí tâm gốc tọa độ này. Đó, thì bạn sẽ xác định được vùng xoay. Đó. Ở đây thì chúng ta sẽ xoay cái vùng ở bên dưới là đây là 90 này. Nó sẽ lấy cái điểm 0,0 ấy mà nó xoay đi 90. 90 nó chính là độ dài của đối tượng này. Nó tăng lên nữa. Nó sẽ giới hạn từ điểm 0,0 này xuống cái điểm này này, là theo đây là độ dài của đối tượng nhá. Còn mình đưa lại về bằng 0 trở lại. Để thể mà chỉnh được cái thông số lâu này thì chúng ta phải dịch chuyển cái tâm của tọa độ đi một chút xíu thì nó rõ hơn. Còn nếu không, bạn không dịch chuyển thì thông số này phải trừ 50 rồi này. Ở đây trừ 50 nên mình không nhìn thấy đâu, tại vì đối tượng chúng ta nó không có khoảng cách rõ ràng. Đó. Thì nếu để làm cái lệnh này thì chúng ta sẽ phải di chuyển cái góc này một tí bằng không rồi lại nhé. Bạn chọn cái chức năng ban này thì nó sẽ có chức năng là gizmo. Chúng ta sẽ làm quen với gizmo nó rất là nhiều. Gizmo này là một lệnh nó là rời cái tâm mặc định ban đầu của nó đang ở một vị trí nó là bằng không về một vị trí nào đó. Sau đó giờ mới chỉnh thông số lâu này thì nó sẽ biểu hiện rõ. Lâu chính là cái phần diện tích giới hạn cái vùng uốn cong từ cái điểm 0,0 ban đầu á xuống phần bên dưới nhá. Còn nếu mà muốn tăng cả bên trên thì mà giới hạn cả bên trên nữa, bắt đầu nó lấy cả hai chiều thì vị trí 0,0 vẫn là vị trí ở đây, vị trí này mình đã được rời đi rồi này. Ứng dụng của cái lệnh này thì ứng dụng cũng nhiều. Tiếp theo còn cái thông số direction này là góc xoay. Mặc định nó đang như này, chúng ta bấm xoay. Nó sẽ xoay đối tượng đi theo cái góc ở